đúng quá. Thấy vậy mà còn tươi mà trái hả? Chắc là đổ dầu vô nó có đâu. Cây này có chất dầu. Palm tree cái cây mà lẻ khi suốt á. Lên nhất thằng này đứng chụp hình nhá. Đây vào đây đúng rồi. Nó thấy đầu à. Như đứng ngược anh xem. Hô đèn. Ở đây đứng là anh chụp hình. Đầu giống tinh quá. Probably got to get down to like 50 feet for the 60 feet for the token. Not for the token. Is it warmer the farther you go? I think that needs one. Thank you.
kìa, có mấy người gì đứng đó kìa. À, người ta đi chơi nè. Hả? À? Quê à? Để chuẩn bị nhảy cái xuống đó ta, mấy người tắm đó đó, mấy người đó đó. Baby!